Tổng thống Putin điện đàm với Thủ tướng Đức nêu điều kiện chấm dứt xung đột. Kênh Sputnik dẫn lời thông báo ngày 15 tháng 11 của Điện Kremlin. Theo sáng kiến của phía Đức, cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz kể từ tháng 12 năm 2022 đã được tổ chức. Về triển vọng giải quyết xung đột bằng chính trị và ngoại giao, Tổng thống Nga lưu ý rằng phía Nga chưa bao giờ từ chối và vẫn sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán đã bị chính quyền Kiev làm gián đoạn, Điện Kremlin cho biết. Các đề xuất của Nga đã được công bố rộng rãi và được nêu rõ. Đặc biệt là trong bài phát biểu của Tổng thống vào tháng 6 tại Bộ Ngoại giao Nga, Điện Kremlin cho biết thêm. Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Putin cho biết, các thỏa thuận với Ukraine cần phải tính đến lợi ích an ninh của Nga và dựa trên thực tế về lãnh thổ. Các thỏa thuận, nếu đạt được, cần phải tính đến lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh xuất phát từ thực tế lãnh thổ mới và trên hết là loại bỏ nguyên nhân gây ra xung đột, ông chủ Điện Kremlin cho biết thêm. Trong cuộc điện đàm mới nhất Thủ tướng Scholz hối thúc Thủ tướng Putin khởi động lại các cuộc đàm phán với Ukraine nhằm đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ông Scholz nhấn mạnh Nga cần thể hiện sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Thủ tướng Scholz nói với Tổng thống Putin rằng xung đột ở Ukraine phải chấm dứt, đồng thời cảnh báo nhà lãnh đạo Nga rằng Đức sẽ hỗ trợ Ukraine trong thời gian lớn nhất có thể. Một nguồn tin trong chính phủ Đức tiết lộ rằng Scholz và Putin đã đồng ý giữ liên lạc trong tương lai. Theo số liệu của Viện Kinh tế Thế giới Kiều, Đức là nước đóng góp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine